Trong cuộc họp mới đây về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt chưa có tiền lệ khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bộ trưởng yêu cầu công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức kỳ thi phải thực hiện chu đáo với quyết tâm cao của toàn ngành và các địa phương để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh, an toàn sức khỏe, nghiêm túc và công bằng. Thực hiện chủ trương này, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, bổ sung các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 để kỳ thi được diễn ra một cách tốt nhất. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, có thể nói vấn đề hiện nay đang được cả xã hội quan tâm, đó là những cái phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Vậy thì không biết rằng ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh đã có những cái phương án nào để triển khai trong thời gian tới trong cái mùa dịch như thế này ạ? Với tình hình dịch diễn biến như hiện nay, thì chúng tôi ngoài cái việc là chuẩn bị 35 điểm thi tại 35 trường mà các em đang học, thì chúng tôi chuẩn bị thêm 35 điểm thi dự phòng tại các trường trung học cơ sở gần nhất ở đó, để tính đến cái phương án một khi nào đó mà cái điểm thi đó không thể thực hiện được thì chúng ta vẫn có cái điểm thi dự phòng, như là chúng ta không bị động trước những cái diễn biến phức tạp của cái dịch COVID này. Với những trường hợp các em F0 thì các em đã được miễn thi rồi, và phương án thì Bộ cũng đã chỉ đạo cho các trường đại học, nếu các em tham gia xét tuyển đại học thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em. Đó là đối với F0. Đối với F1 thì các em thi tại khu vực cách ly hoặc là thi tại cái điểm thi gần với khu vực cách ly để dễ quản lý. Trường hợp F2 thì các em sẽ thi tại các cái phòng thi dự phòng của cái điểm thi. Như vậy chúng ta phải tăng cường nhiều điểm thi để rồi trong quá trình, và các trường hợp khác, ví dụ các em vào phòng thi mà trong quá trình đo thân nhiệt mà phát hiện các em sốt hoặc các em có cái dấu hiệu sổ mũi, viêm họng vân vân, thì tất cả những cái bệnh lý thông thường này chúng ta cũng phải đưa vào cái phòng dự phòng để rồi vừa theo dõi sức khỏe các em, đồng thời là tạo điều kiện cho các em dự thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt nhất. Thưa ông, vậy thì không biết rằng công tác chuẩn bị cho kỳ thi hiện tại đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đến đâu rồi ạ? Năm nay khả năng cái ngày cuối cùng đề ra vẫn phải còn điều chỉnh cái số lượng đề và đề cho các em nó phù hợp tùy theo các cái này, thì đó là cái việc mà chúng tôi phải làm. Thầy cô giáo nào mà rơi vào các trường hợp thì phải báo cáo với lãnh đạo sở, báo cáo với hội đồng thi để rồi chúng tôi sẽ lập danh sách khác để chúng tôi đưa thay vào cái vị trí đó. Thì hiện nay thì ngoài cái việc chuẩn bị các phương án dự phòng, đến mức xấu nhất thì chúng cũng đã tính rồi, mức xấu nhất đó là cái điểm thi dự phòng. Thì ngoài ra chúng tôi cũng đã bố trí đủ hết tất cả các cái cơ sở về cái nước sát khuẩn, đảm bảo cái nồng độ cồn trên 70% theo quy định của Bộ Y tế. Thầy cô giáo các nhà trường phải nhắc học sinh đi thi phải là chuẩn bị khẩu trang đầy đủ, 100% các em phải mang khẩu trang. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ chính thức diễn ra. Vậy thì ông có lời khuyên nào dành cho các em học sinh, là những thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này không ạ? Để mà đảm bảo các em yên tâm và đạt kết quả tốt trong kỳ thi thì với các em học sinh thì thứ nhất, và giáo viên cũng phải, giai đoạn này chúng ta không nên đến tiếp xúc với những nơi đông người, không nên đến các quán xá tụ tập, bởi vì khi mà phát hiện ra yếu tố F1, F2 v.v. thì tất cả những yếu tố này sẽ liên quan, và liên quan sẽ rất là khó khăn cho các em khi mà các em bước vào phòng thi. Thì đó là điều hàng đầu mà các em phải giữ, thầy cô giáo phải giữ. Như vậy chúng ta phải thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như Chủ tịch Ủy ban tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo, là chúng ta tránh tiếp xúc nhiều và tránh đi ra ngoài khỏi gia đình khi có thể không cần thiết. Về kiến thức thì đã đủ cả cái công cụ như tôi đã trao đổi đầy đủ hết rồi. Bây giờ các em cứ ôn lại bài theo như hướng dẫn của thầy cô giáo. Chúng tôi chú ý rất là kỹ. Khi mà các em đi học trở lại rồi thì chúng tôi vẫn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để rồi tổ chức cái chương trình ôn tập thi cho các em. Thì các em cứ theo cái đề mẫu đó và theo cái hướng dẫn của thầy cô giáo mình ôn tập theo cái kiến thức đó thì các em vẫn làm bài rất là tốt. Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cũng gửi gắm đến với đội ngũ thầy cô giáo cùng các em học sinh là chúng ta cứ yên tâm và chúng ta phải tự tin để rồi chúng ta mới vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Thì chúng tôi vẫn nêu cao tinh thần
mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như các học sinh dùng như là một tuyên truyền viên về cái phòng chống dịch COVID. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay, và hy vọng rằng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thực sự suôn sẻ và thành công.